Đúng rồi, phải mà lúc mà chạy online thì bắt đầu nó chửi trường đúng mà hết Covid rồi tại sao vẫn on hay off đó hả? À, không ai chửi hả? Không. Có chứ, tao nghĩ sinh viên, sinh viên không chửi trường đâu, phải là sinh viên hả? À, giờ đi học đi, tiền xăng bắt đầu lên này, xăng chạy rồi thấy tiền mà tao đi xe máy rồi mà tao đã thấy rằng xăng bắt đầu là khác rồi đó, đồ ăn bắt đầu mắc hơn chưa, bắt đầu nhít rồi đấy. Trời ơi, coi như tuần sau nha, tuần này mình sẽ tiếp tục là duy trì cái việc học mix, nhưng mà tuần tới theo đúng luật nhà trường là anh em mình lên để tụ họp nhau cho đông vui đó, đấy là luật rồi đấy. Tôi thì vẫn mở cái, có thể mở cái mic hoặc không mở mic để tôi ghi record cái video thôi đó, nhưng mà về mặt lý thuyết là nhà trường yêu cầu sinh viên phải có mặt hết trên trường, mà tôi là tôi làm cái kiểu mà chơi mix này thì được thì chắc các bạn nhà vẫn học tiện được, nhưng mà vi phạm mà chỉ là các bạn chứ em là người đi làm thuê, vi phạm cuộc chơi là sẵn đòn, đây là điều bạn phải lưu ý. Nên tuần này chúng ta đã vẫn tận hưởng được cái cảm giác on off nha, nhưng mà cái tuần sau thì chúng ta phải trở lại cái nhịp độ học bình thường của xã hội rồi. Nhưng tao cũng cố gắng, là tao không biết bây giờ tao cần phải đeo khẩu trang hay để an toàn được chút này hay không, có nên bỏ khẩu trang không, trả cho nó thoải mái hay là ấy, thì tao cũng không biết nên như thế nào. Ừ. À. Ba mũi à, tao mới có hai mũi à, nhưng mà hai lần nhiễm rồi. Thầy Hoàng mày nhiễm đến hai lần rồi. Một lần con Delta chơi rồi, con Delta thì mệt hơn. Cái con thứ hai là con Omicron thì nhẹ hơn một chút. Nó nhiễm hai lần. Cực kỳ vi diệu. Chúng mày nhiễm lần sau thì nếu người nào nhiễm Delta thì nó đã hơn. Vì nó nguy hiểm. Nhưng điều đặc biệt duy nhất của nó cực kỳ hay là cái mất mùi vị, mất khứu giác. Cái đó mới là cái thú vị. Còn Omicron đéo có. Ăn mà mình không biết là mình, thực ra mình chưa bao giờ nhai rơm, nhai rạ cho nên mình không biết cái cảm giác của rơm rạ nhai thế mẹ nào. Nhưng rõ ràng là ăn bất cứ cái gì không có mùi. Không có mùi. Hành tỏi dầu gió không có mùi, đưa thực trực tiếp vào mũi không mùi luôn. Và đến cái ngày mà bắt đầu nó bắt đầu phục hồi trở lại thì mùi nó biến đổi. Tao ngửi dầu gió cái chai tao quen thuộc, và cứ lần nào tao ngửi cái chai đó tao muốn ói, mặc dù cái chai quen của mình nó đổi mùi. Và nó phải có 2 tuần bắt đầu nó trở lại bình thường cái mùi. Chúng mày đôi khi ước mơ được nhiễm Delta hơi đi cho đó. Nói thật là qua rồi mình mới gáy được không? Qua rồi mới gáy được, chứ còn bình thường thì nguyễn đúng vào đợt cao điểm, nhà tôi nguyễn đúng vào đợt cao điểm. Nhà tao giờ vẫn còn cái bình oxy cao cỡ này, cao cỡ này. Đề phòng nhà có người già chưa dùng đến, và không cần phải dùng đến. Nha. Nhưng có cái bình oxy mua sẵn, giờ chả biết làm mẹ gì nó. Mà thì đệ quy vui không? Mày biết tại sao nó đệ quy rồi đấy. Rồi thì bây giờ mình sẽ vào bài ha, để mình đi tiếp cái câu chuyện của ngày em của ngày hôm qua hôm kia. Chờ xíu thì tôi record. Mình chào mọi người, quay trở lại lần thứ hai học ở giảng đường. Thời đại học thì cách học kiểu này chúng tôi gọi là giảng đường. Mấy trường đại học cũ vẫn còn đấy, sư phạm này, khoa tự nhiên này, bách khoa này. Đây những trường tôi biết rồi tôi vào thì có cái khái niệm giảng đường, học cái này này. Ông thầy đứng ở trên cái sân khấu và học trò cái cao. Cái giảng đường mà tôi thích nhất là cái giảng đường tôi học hồi đại học là ở ngay trên đường Nguyễn Văn Cừ, tôi học khoa tự nhiên. Thì cái giảng đường ấy nó có ghế kiểu này này, ghế ngồi kiểu này này. Học trò cao ngồi cao tít trên kia. Cái ghế này chắn cái trước này luôn. Ghế bằng gỗ thật. Chứ phải gỗ ép như cái này của mình. Trên quạt trần, nó có máy lạnh, cái giảng đường nó to quá. Giảng đường xây trước năm 1975. À, đẹp lắm. Ngay cái cổng vào đường Nguyễn Văn Cừ, kế bên trường Lê Hồng Phong. Vào đó thì ngả lưng nằm tuyệt vời ông mặt trời. Và thầy éo biết bởi vì nó che kín phía trước rồi. Đây, ghế của bạn. Tao chỉ nhớ cái cảm giác ngủ giảng đường cực kỳ tuyệt vời. Đây ghế này thì không còn ngủ được rồi. Nên nó vẫn chưa đạt đến cái mức độ là giảng đường tuyệt vời. Nhưng cái đây gọi là phòng hội thảo thì đúng hơn. Giảng đường thì nó có thêm cả cái bàn ghế sẵn dài. Cái chữ giảng đường là cái chữ cũ ngày xưa, bây giờ ít khi dùng gọi lớp học hết à. Bọn tôi là vậy. Đại học sư phạm thì có một cái giảng đường rất to.
từ trước có 300 người, 300 sinh viên. Và lớp bọn tôi đông là 300-400 sinh viên. Lớp này chuyện nhỏ, 300 sinh viên. Nó vui, có cái vui riêng. Đó, bây giờ mình quay trở lại bài giảng. Hôm bữa mình đang học đến đâu rồi? Ở đây, đây cho tiện các bạn trả lời. Phía online có ai dám trả lời không? Ai xung phong trả bài hôm bữa học đến đâu rồi? Xung phong với coi. Anh em phía online. Anh, người mà tao biết, trả bài. Dạ. Yeah. Phải một cái chờ người mời nữa cơ. Yeah. Nó sang lắm. Chào bạn. Dạ hôm. Dạ hôm bữa là thầy giảng thầy nói cho chúng em nghe về cái khái niệm là thế nào là kiểm thử phần mềm, là nó có bị vọng gì không thầy? Mày cứ nói cho đến khi tao cầm rạp. Dạ. Dạ, khái niệm kiểm thử phần mềm là so sánh giữa các what is với lại cái what ought to be. What is có nghĩa là cái mà hiển thị ra ngoài màn hình hay gọi là thực tế, còn cái what ought to be có nghĩa là cái kỳ vọng, cái mong muốn của mình về cái sản phẩm nó phải thực hiện. Rồi sau đó là thầy có nói tiếp là có hai kiểu test, tức là đầu tiên là ta test cái, ta kiểm tra cái app xem là cái chức năng nó có hoạt động đúng hay không, tức là phải mở một cái app ra rồi thực hiện các cái tính năng để xem là nó có đáp ứng được yêu cầu hay không, thì cái này gọi là dynamic test. Còn một cái kiểu còn lại là gọi là static testing, có nghĩa là kiểm tra xem những tính năng bên không phải chạy app nhưng mà xem là có đã được viết phần mềm theo đúng cái yêu cầu requirement của khách hàng hay chưa. Mày có đang đọc thuộc không? Dạ không ạ. Tại sao lại lát một chút xíu vòng 2 giây trong câu trả lời? Có đọc thuộc không? Nó hơi bị, em hơi bị lắc tóc đó thầy. Rồi ok, nói tiếp. Dạ em chỉ nhớ tới đó thôi thầy ơi. Tao nói quá trời vậy mày. Trên bảng tao đang share cái phần, những cái phần mở rộng thêm, nhớ không? Trong cái việc cái database. Và tôi mới nói với các bạn ở cái góc độ là vấn đề design, nếu nó sai thì phần phía sau nó cũng ảnh hưởng rất rất nhiều. Có nhớ không? Lúc mà mình design về cái phòng ban, sự thăng tiến ở quản lý nhân sự và câu chuyện phức tạp của quản lý nhân sự, nếu chúng ta không chú ý về vấn đề requirement và chúng ta design, một nhân viên có mấy phòng ban tại một thời điểm? Một. Nhưng trong lịch sử thì có thể có nhiều hơn. Vậy tùy cứ ngữ nghĩa bài toán, nếu quan tâm cả cái lịch sử thăng tiến mà rõ ràng mình nhìn cái cáo phó của mấy nguyên thủ ở Việt Nam mình, chắc chắn là từ lúc mà đi vào kháng chiến lúc năm 18 tuổi cho đến bao nhiêu là đều có lưu lại hết. Cho nên cái quá trình đó phải có chỗ để lưu cái backup, cái dữ liệu đó. Cho nên đoạn này thì nó có một cái đoạn trùng với bên software requirement, có dựa điểm giao với software requirement, tức là nằm ở chỗ nếu chúng ta quên lấy thiếu requirement, chúng ta sẽ bị thiếu hụt ở trong quá trình implement, bị sai trong quá trình implement. Lúc đấy mới phát hiện chết mẹ thiếu table. Và bạn biết rồi, thì cái giá phải trả nó đủ lớn lao. Hôm bữa tôi có show cái bức hình này chưa? Ô anh, bức hình này. Xin lỗi, từ. Bức hình này tôi có giải thích chưa? Dạ có ạ. Có rồi. Nhấn lên mạnh cái tầm quan trọng của việc lấy đúng requirement. Nhưng lại cũng có vẻ quan trọng tiếp theo ở góc độ là các công đoạn hiện thực hóa phần mềm đều phải đảm bảo cái yếu tố chất lượng, đảm bảo tính chính xác. Chứ nếu không thì nó sẽ có thể sai sót trên dọc đường, nó sẽ ảnh hưởng đến cái app. Nhưng cái ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đó là sai requirement. Vì vậy cho nên cái quá trình kiểm thử phần mềm nó sẽ bao gồm không cần phải chờ đợi đến lúc có app, ta chạy app, mà ta sẽ kiểm tra ngay cả lúc bắt đầu lấy requirement. Và tao có nói về cái mô hình gì để giải quyết câu chuyện đó nhỉ? Mô hình gì? V-model. Mà V-model hình như mình có học trong môn SW. Thì có. Đến cỡ lớp lớn cỡ này thì bạn cảm nhận một điều rằng kiến thức bắt đầu là liên thông. Vì mình đi vào quy trình phần mềm thì nó là sự tương tác của các bộ phận trong quá trình làm phần mềm, các thành viên, và liên thông nhau hết. Vì mỗi công đoạn đều phải có cái yếu tố chất lượng kiểm soát luôn.
À, cho nên cái một bắt đầu bạn tập nhìn góc độ bức tranh tổng khi bạn học kể từ kỳ năm trở về đi sau, bức tranh tổng hết đấy, môn nào cũng dính với môn nào chứ nó không có cảm giác rời rạc như hồi của kỳ 1, kỳ 2 và kỳ 3, kỳ 4. Kỳ này không nói, bắt đầu là xây dựng, mà xây dựng thì là sự phối hợp, công trình xây dựng cũng y chang vậy. À, cảm ơn anh. Bức tranh này của môn software các bạn đoạn đầu giới thiệu là giống nhau. Sai sót có thể xảy ra từ bất kỳ đâu và tỷ trọng sai sót. Nếu có 100 cái sai trong quá trình làm phần mềm, tôi nói ở môn software là mình như phải nói sang đây vì nó đều có sai sót mà, sai sót là liên quan đến phần mềm, liên quan đến kiểm thử, nhưng mà cái điều quan mình là nó dính đến cái môn software các bạn. Và ai có thể mắc lỗi mà. Thì nếu giả sử trong quá trình làm phần mềm, quá trình làm phần mềm gồm những công đoạn requirement, hiểu bài toán, hiểu khách hàng. Công đoạn thứ hai là công đoạn design. Công đoạn thứ ba là công đoạn code. Công đoạn tiếp theo là những cái phần còn lại. Nếu có 100 cái lỗi tìm thấy trong toàn bộ quá trình làm phần mềm, giả bộ vậy, lỗi này không cần biết. Người ta nói tỷ trọng sai 56%, tức là có đến 5-60 cái lỗi là nó nằm ở cái giai đoạn requirement. Và nếu nào nãy các bạn có nghe, nếu bạn nào ngồi đây nghe về requirement tôi phân tích rồi, dư thừa thiếu đủ requirement nó tạo thành những cái hệ lụy cỡ nào đó. Và phí tổn để sửa chữa requirement bị sai là nó chiếm đến 82% rồi. Không có nghĩa rằng bây giờ phải hiểu rằng nếu tao sai 56 cái lỗi thì phí tổn tao chiếm 56%, không phải. Trên 100 lỗi, không phải. Phí tổn sửa chữa trong các việc khi đã viết code rồi mà requirement bị thiếu, giống như cái phần mà quản lý nhân sự tôi vừa nói. Bạn chỉ lưu cái giá hiện nay thôi, lưu được cái phòng ban, cái chức vụ hiện nay của anh ta, nhưng bạn lại override luôn cái chức vụ cũ. Thì sau này hỏi mày đã từng làm gì? Trả lời đấy được. Có đúng chưa? Thì lúc đó mình phải có cái table để ghi lại cái history, cái sự thay đổi của vai trò hay của chức vụ hay phòng ban. Và khi bạn thêm bảng, bạn biết rồi là phải thêm màn hình, thêm câu lệnh join nếu cần thiết, in ra lịch sử thăng tiến. Cái này cũng giống như cái đơn hàng của mình ấy. Nếu bạn chú ý cái đơn hàng nhé, cái đơn hàng mà nếu mình theo dõi trên Lazada, Shopee, thường thường có cái khoanh tròn số 1, khoanh tròn số 2, khoanh tròn số 3. Mới đơn, set, đang chờ thanh toán, đang gì gì đó. Thực chất trong database của nó sẽ có rất nhiều cái value, cái cột hay cái dòng để nó lưu từng trạng thái. Nó lưu chẳng chứ nó không lưu cái cuối cùng. Tất nhiên mình đang đứng ở cái cuối cùng thì chắc chắn mình qua những thằng kia rồi. Chắc chắn mình qua thằng kia, nhưng mình phải hiểu. Vậy thì ví dụ như em đến lúc giao hàng thì biết chắc chắn là qua cái phần tạo mới đơn hàng và phần thanh toán. Vậy em chỉ cần một cột là status đủ không thầy? Nếu một cột là status không có gì sai cả. Thì ví dụ nếu em đứng ở cuối đơn hàng thì em sẽ tô ba cái đoạn kia là đơn màu xanh, còn màu đỏ đang dừng. Đâu có sao, vì mình đã qua đến đoạn cuối thì chắc chắn phải đi qua được những đoạn đầu. Mà nếu đi đoạn lưng chừng thì phải qua được mấy thằng đầu và thằng lưng chừng. Vậy em chỉ cần một cột đủ không thầy? Một cột status không có gì sai. Nhưng ta chỉ hỏi câu đóng hàng lúc mấy giờ? Thế con mẹ mình có hiểu không nhỉ? Mọi người có theo một kịp hình dung tôi nói không? Đến lúc đoạn giao hàng rồi thì bây giờ chỉ hỏi câu hàng được đóng lúc nào? Ai đóng? Đáng nhớ vì nó chỉ ghi cái trạng thái nó override mẹ là cái status đang giao hàng. Hai status kia nó đè mất rồi. Vậy thì mình phải lưu là đóng hàng lúc nào? Thì phải có một tách table về cái trạng thái của đơn hàng đưa riêng ra. Mọi người theo kịp cái logic không? Cái câu chuyện tôi đang nói đây là tùy ngữ cảnh, tùy cái quy tắc quản lý của cái app đó người ta cần thông tin đến đâu thì mình phải trẻ thêm bảng như đó. Chứ không luôn luôn mình nghĩ rộng như thế. Anh em theo kịp không? Khó lắm nha. Requirement và kiểm thử phần mềm bà con với nhau cực lớn. Đấy là điều lưu ý. Rồi, cảm ơn mọi người. Bây giờ tôi đi tiếp. Về trong cái cây bản đồ tư duy, mình có những cái kiến thức nào mình cần quan tâm thêm. Ở đây nó không có cái bảng cho nên tôi không có phóng tay được. Thế thực ra tôi có cây bản đồ tư duy nhưng tôi vẫn sẽ giảng thêm trên bảng. Mình có một cái vài cái chữ hay mà có thể mình sẽ nhìn trước. Rồi. Ai sẽ làm nghề kiểm thử? Ai sẽ kiểm thử phần mềm? Xin lỗi. À, kiểm thử phần mềm. Đó. Ai đóng vai trò? Để mình xem thử cái một cái này. Định nghĩa kiểm thử. Rồi. Đây là những phần diễn giải chứ còn trong cái cây bản đồ tư duy thì nó có rồi. Ai? Nha. Ra cái phán quyết áp ổn, áp có bậc
ai ra được cái phán quyết, hay là ai tham gia, hoặc là tham gia vào cái phán quyết áp ổn, áp có bất hay không. Thì nó có những người sau, tôi nói trực tiếp trên cái áp người sau. Bạn có thể nhìn, nếu theo cái cây bản đồ tư duy thì nó đây, mình đang bàn về những cái việc này. Nhớ nha, qua tuần thì bắt đầu mình sẽ đi vào câu chuyện của cái anh chàng này. Qua tuần mình sẽ đi vào anh chàng này. Em hy vọng qua tuần mình sẽ có chuyện để cốt. Mình phải đi tiếp từng bước một. Anh tham gia phán quyết áp có ổn không? Áp có bất không? Vì đầu tiên, developer. Người ta không ít khi người ta dùng chữ programmer, coder. Người ta dùng chữ developer. Xét về góc độ về cái vốn từ, cái từ vựng á, thì cái chữ này nó sang chảnh hơn. Nó còn ghi thêm cả chữ software engineer nữa cơ. Phương Tây nó dùng chữ đó nữa cơ. Cái chữ đó là sang chảnh hơn nữa. Chứ còn chữ coder, chữ programmer, về mặt cái tư duy và trong cái mặt suy nghĩ, cái cảm tính ban đầu, cảm giác ban đầu nó hơi nhỏ. Cái tầm nó hơi nhỏ. Chỉ developer, nhà phát triển, dễ hơn là cái tay code. Lưu ý nha, trong cái dùng từ. Nhưng mà nếu mình bình dân hóa, còn cái ngữ nghĩa, tức là mình phải bản chất là không chết bắt chẹt nhau vào cái từ, mà mình quan tâm ở góc độ là cái bản lĩnh của ta đằng sau cái tay tổ mà ta xưng. Ta có thể xưng một danh nghĩa bình dân luôn, nhưng mà cái tầm của ta, cái tư duy của ta, nó sẽ phải vượt lên cả cái từ đó. Và cái từ kia mang tính chất là có thể là PR, là thương hiệu, là một sự khiêm tốn. Một lần khiêm tốn, bốn lần tự kiêu. Thế thì đến cái điều mình phải nhìn cái chữ. Nhưng mà trong giang hồ làm ăn, trong giang hồ nói, thường mình sẽ nói về cái chữ developer nhiều hơn là những chữ programmer hay là coder. Ok chưa? Chữ này mang tính chất cái tầm nó cao hơn. Mình không cần dùng từ tiếng Anh một cách chính xác quá ngữ nghĩa, nhưng mà phải làm gì? Tạo dân đẹp. Thế đừng dùng chữ coder, programmer. Nhớ chưa? Dùng từ. Mình không đi sâu vào phát từ. Vậy thì developer, ủa anh cũng làm kiểm thử chất lượng, rõ ràng cái việc hiện thực hóa là anh bug hay không anh gây ra trước, đây là chuyện rõ ràng đã. Còn tất nhiên còn nhiều lỗi nữa khác nữa, vì chữ defect, chữ mistake, chữ flaw, chữ error, đấy, chữ fault, chữ failure, tất cả những chữ đó nó xảy ra ở tất cả các công đoạn cấu trình làm phần mềm. Nhưng mà riêng developer là người hiện thực hóa cuối cùng để mình có trải nghiệm, và cái hiện thực hóa anh tốt thì sẽ ít những cái sai sót. Cho nên developer là gã đầu tiên, là cái gã đầu tiên, là cái gã phải chịu trách nhiệm về cái chất lượng code của mình. Đây là cái gã mà phải chịu trách nhiệm về chất lượng code của mình. Code tốt hay không nó nằm ở đây. Tôi tin rằng khi các bạn làm cái bài thi practical exam, chắc chắn là các bạn, trừ trường hợp là hết mẹ giờ nộp luôn, chứ còn chắc chắn là còn dư thời gian, em thằng nào có dạy dột là nộp bài, có đúng không? Bởi vì sợ nhất là câu vừa nộp bài xong ra ngoài chờ đám bạn, và đó bắt đầu từ lúc đó trở về đến cuối buổi cuối nói chuyện và đến về nhà, đó là sợi giây phút hối tiếc sai đề sai đứa các thứ này nọ, mẹ nó rồi. Nhưng mà lẽ ra mình có thời gian để mình xem, để mình điều chỉnh. Nhưng cái tội là trong đó lúc đó có anh bạn trai hay cô gái mà cái cross crush của mình gáy như tí, hiên ngang đi ra khỏi phòng thi sớm nhất, và đó là cái thằng hối tiếc nhiều nhất. Cho nên chắc chắn là còn thời gian, chúng ta sẽ ngồi chúng ta kiểm thử code, kiểm thử app, bằng cách chúng ta chủ động chạy app, nhập dữ liệu giả vào, xem nó chạy có đúng như expected hay không. Nếu tao đưa vào phương trình bậc 2 ba cái hệ số mà tao biết chắc chắn rằng delta nó bé hơn không, mà thế còn mẹ nào đang hồi nãy in ra có nghiệm là chuyện mình toang rồi. Éo cần quan tâm nghiệm nào, phân biệt hay nghiệm kép, chỉ cần biết là delta mình đã tính trước là bằng không rồi, bé hơn không rồi, mà vẫn ráng ra giao nghiệm là biết chắc chắn là sai. Sai này do lỗi code của mình, chứ requirement và công thức của toán giải phương trình bậc 2 đã có mẹ rồi, không bàn, mình implement thôi. Thì những cái sơ sẩy này nó dễ thương, đặc biệt là bạn nào mới lập trình, như sau này anh em mình ít bị lỗi. Và ngay cả nếu mà đưa cái đoạn code cho thầy thầy giáo gỡ lỗi, thầy giáo nhiều khi cũng treo máy luôn. Nhiều sinh viên nó viết vòng for có dấu chấm phẩy ấy, cái if chấm phẩy là cuộc đời mình toang con mẹ mình rồi. Về thử if chấm phẩy, if gì đó chấm phẩy, đừng hỏi tại sao trường hợp mẹ nào nó cũng chạy, éo quan tâm if. Về if thì chấm phẩy, mà nếu sau chấm phẩy rồi thì làm cái tất cả những phần còn lại luôn luôn được chạy dù có if hay không. Chấm phẩy được xem là câu lệnh. Bé thử đấy, if chấm phẩy bên trong mày mở ngoặc nhọn tự đưa kẹ mẹ mày,
em chẳng phải. Rồi đừng hỏi tại sao cốt nó éo chạy. Đúng như mình kỳ vọng. Thì những cái lỗi sai đó nó nhỏ quá, thầy không nghĩ rằng mày dư chấm phẩy. Mày thử đi các con. Gỡ lòi con mắt ra. Đừng có đùa. Rồi, như vậy thì gã đẹp là gã phải chịu trách nhiệm chất lượng cốt của mình. Vậy chịu trách nhiệm bằng cách nào? Không lẽ em đọc cốt, đúng không? Không lẽ em đọc cốt. Đọc cốt là một cách. Kệ nha, dĩ nhiên phải đọc cốt rồi. Đọc cốt của mình viết rồi. Đọc cốt của mình viết. Nhưng chuyện này thì nó rất mất sức. Không, thực ra mình không phải đọc lại đâu. Khi nào tìm lỗi rồi chứ mình đã viết là mình nhớ. Ít nhất là mình sẽ nhớ. Thứ hai là chạy cái cốt mình viết để kiểm tra xem expected có bằng với actual hay không. Đó, đây là điều cần chú ý. Đó, tức là dân dev phải có trách nhiệm đảm bảo cốt của mình đúng nha. Kiểm tra xem expected, cái tao kỳ vọng ought to be và what is có khớp hay không. Và câu chuyện này mình sẽ có cái trò seminar thuyết trình ở đây. Cái nhóm mà tôi chia cho các bạn thì nó nằm ở đoạn này. Nó có bài thú vị về cái chỗ này. Qua tuần mình sẽ thử nghiệm cốt cái xong đã thì bắt đầu mới có bài tập để các bạn có thể làm được về thuyết trình. Và rất may tôi sung sướng một điều là trường bắt tất cả chúng ta đều thuyết trình, đều đến trường rồi, cho nên chúng mày phải thuyết trình trực tiếp trên lớp. Và tao muốn xem kỹ năng thuyết trình chúng mày nó như thế nào kể từ cái năm. Hãy vượt qua thầy Hòa nếu học môn software requirement. Cái này mình không có bảng chứ tao không búa được. Chứ nếu chúng mày đứa học software requirement trên bảng thì tao búa đấy. Nhưng phải đi đứng để gõ tụi bay nghe. Thế thôi. Nên ghét cái việc ngồi gõ. Chứ không phải không gõ được. Nó phải có múa trên sân khấu thì nó mới đã. Giống như anh Nguyễn Tử Quảng đứng trên sân khấu, thật không thể tin được. Mình thích cái đó. Mình có kiến thức, mình có kỹ năng. Phải cho người ta biết là mình có. Tìm kiếm cơ hội hợp tác làm ăn thôi chứ có cái gì đó. Đúng không? Và chia sẻ. Rồi, tiếp theo. Vậy developer là gã đầu tiên phải chịu trách nhiệm cốt của mình bằng cách chạy cốt mình viết, kiểm tra xem expected và actual có bằng nhau hay không. Vậy thì cái chỗ này này. Cái chỗ mình chạy cốt ấy, tôi bàn chỗ chạy cốt nha. Cái chỗ chạy cốt này này. Vậy thì là thực sự mình phải chạy cốt và mình debug hay không? Thì cái chỗ này nó có rất nhiều kỹ thuật. Kỹ thuật nào để hiệu quả? Để kiểm tra cốt của mình hiệu quả. Đó. Có kỹ thuật nào để kiểm tra cốt của mình hiệu quả? Nó có. Và tôi sẽ đưa hai cái khái niệm ở đây để các bạn tò mò trước đã. CDD và unit test. Kỹ thuật tức là cách ta làm. Làm sao ta kết luận câu rằng cốt ổn. Đọc cốt, chạy thử. Nhưng bây giờ chạy thử không lẽ là F6 trong admin. Còn nếu web app thì là deploy trên cái localhost. Tức là deploy trong cái Tomcat. Nếu mà chạy thử, chuyện đó không có gì sai cả. Nhưng nó có một cái kỹ thuật cực hay để giúp mình cái đó hiệu quả hơn. Đó là TDD và unit test. Và sau khi tôi giảng đến cái phần này ở tuần sau nữa, các bạn được tự hào đem cái này ghi vào trong CV. Rằng em đã có được training, em có kiến thức nhất định về nó. Được quyền ghi. Nếu CV mình mỏng quá. Và thực chất mà điều bạn làm nói cả cái điều này trong quá trình mà đưa vào trong CV, thì người ta không bắt cóc bạn trở thành một dân kiểm thử phần mềm, dân đi test phần mềm, mà người ta biết rằng thằng này đã được huấn luyện trong quy trình đảm bảo chất lượng của cốt. Chứ không phải nghĩ rằng chết mẹ là em đi cái này vào người ta sẽ bắt em đi làm kiểm thử. Ồ mà tôi cũng chưa kể sâu câu chuyện kiểm thử có gì hay mà. Nhưng rõ ràng là nhiều khi mình đang muốn làm dev cơ. Đấy. Thì câu chuyện này là câu chuyện của bên dev chứ không phải câu chuyện của bên kiểm thử. Nhưng chắc chắn là giao với bên kiểm thử. Vì nào mà góc độ là nếu nhìn góc độ đảm bảo chất lượng thì nó của bên kiểm thử. Nhưng mà công việc này nó bắn cái hẳn về cho dân coder, dân tester, dân developer, dân programmer. Hai thuật ngữ này là gì? Ta sẽ bàn sau. Nha, chỉ nhá hàng trước thôi. Đi viết tắt của chữ test. Nha. Gì? Test development, test first. Development.
Task Force Development. Okay. Đây là một cái chữ Task Driven Development. Còn cái này dịch tiếng Việt kiểm thử đơn vị, còn viết phát triển phần mềm theo style ưu tiên tập trung vào cái chuyện chất lượng test, là chất lượng code trước. Tất nhiên ai cũng phải test code rồi, nhưng mà nó phải cái chữ này nó sẽ dẫn đến yếu tố và nó thay đổi cái hành vi, nó thay đổi cái hành vi cái code, nó thay đổi một chút cái hành vi viết code. Nhá hàng thôi, còn nói là gì thì sao học? Mình để biết, để mình nói là đến đây mình phải hiểu là ô developer cứ ngồi test rồi ta chạy app F6 rồi thế này nọ. Không, cuộc chơi nó lớn hơn thế. Và cái này đã nói trong cái phần của ông giáo sư người Anh trong một SWI. Em thấy trong lớp của em thầy cứ suốt ngày thầy đay nghiến em về những chuyện này. Thì môn đó tại đó nó là môn quan trọng mà. Nó nhìn bức tranh mà. Và nhờ cái TDD này nó sẽ dẫn dắt đến một cái khái niệm, nó dẫn đến một cái khái niệm, dẫn đến CD DevOps CI. Trong lớp này tôi chỉ hướng dẫn bạn được đến CI. CD tôi cũng muốn làm lắm nhưng mà nó phải dành thời gian cấu hình nên chưa đủ thời gian để làm. Nhưng bạn chỉ có biết CI là ngon rồi. Continuous Integration, tích hợp liên tục. Chuyện này một vài tuần nữa mình sẽ thấy. Ok chưa? Nhắc hàng thôi để khơi gợi sự tò mò, để biết rằng còn nhiều thứ để học. Còn continuous integration thế nào? Trong có hẳn một cái chapter của anh Tony Quốc Dạo, trong cuốn đó có, trên mạng có, bạn có thể xem nếu bạn không mua sách. Tiến Thành đâu rồi? Thành, hồi Tiến Thành có đi đây không? Đi đâu rồi? Đây, cô học rồi. Ồ, cô kia sáng vừa mới gặp mà, ngồi bên tay phải đúng không? Gần chỗ bàn đúng không? Bàn đầu đúng không? Bàn 2 gì đó đúng không? Bắt đầu quen rồi đấy. Nếu mặt hết bỏ khẩu trang là tao biết được lớp nào, đứa nào ngồi chỗ nào. Tên giờ chưa biết đâu nhưng mà bắt đầu nhớ được rồi, định hình dần. Em tốt nhất bịt khẩu trang vào đường để tao nhận mặt. Mà nhận mặt hỏi thầy Hoàng nhìn đôi mắt là thầy Hoàng nhớ được luôn đấy. Đừng có đùa đâu. Sợ rồi nha, không phải đâu, bí thuật luyện chứ. Chú thì rồi, anh biết rồi, chú vào trễ nữa là khác. Đúng không? Ngồi bàn thứ cuối đi lên, cách một bàn, chỉ phải. Đúng không? Bên tay phải luôn, đằng sau lưng thằng này, nhưng mà cách mấy bàn. Có phải không? Thế mày luôn hả? Ở trên tao lựa sai, nhưng chắc chắn mày vào trễ. Chịu chưa? Sợ rồi. Ở gẹo chơi thôi. Lâu lâu test thử sinh viên tí mà. Rồi, như vậy mình sẽ học cái phần này sau, mình chỉ biết rằng dev phải giải quyết câu chuyện của kiểm thử phần mềm. Đây, tiếp tục tính tiếp. Gã thứ hai nha, được gọi là gã tester. Và có một cái từ lớn hơn nữa là từ QC, Quality Control. Mấy cái chữ này tôi cố gắng không giải thích sâu hết vào các từ vì nó khiến cho mình bị bối rối một chút xíu xíu, tức là nó sẽ khiến bắt mình phải nhớ nhiều thứ. Nhưng bản chất của cái câu chuyện tôi đứng ở đây, đây chính là dân chuyên thánh soi, đóng vai trò hẳn là thánh soi. Em là thánh soi, tức là nhìn đâu cũng thấy có issue. Nếu có thể, hồi nãy nếu các bạn học môn software requirement của tôi thấy rồi, chỗ nào tôi cũng thấy có requirement đúng không? Và requirement funny chúng mày đã thấy rồi đúng không? Có chuyện cực kỳ funny. Rồi, còn bug, hôm bữa tôi cho các bạn xem một loạt các bug. Và thực ra đôi thì các bạn chắc chắn các bạn gặp. Chỉ có điều mình không focus, mình không tập trung vào việc đó. Vì mình tập trung vào câu chuyện của kiểm của code thôi, của framework thôi. Chứ thực chất một điều á nha. Là cái nghề kiểm thử phần mềm á, là trong quá trình bạn vận hành á, bạn sẽ thấy có rất nhiều thứ mà bug, những cái sai sót nó sẽ đến đấy, chỉ có điều bạn có chú ý hay không.
Nhưng mà cái nghề này có đáng hay có thích thú hay còn điều gì hấp dẫn để em có thể đi theo? Câu chuyện để tập trung chính của nghề này, của môn này này, nó tập trung vào các anh chàng này hơn là anh chàng phía trên. Tức là về mặt tuyển dụng, có một cái title, có một chức danh tuyển dân kiểm thử phần mềm. Tôi dịch chung cái chỗ này là dân kiểm thử phần mềm. Những kiểm thử phần mềm phải tìm lỗi. Tìm lỗi bằng rất nhiều cách nha. Tìm lỗi bằng rất nhiều cách. Nhưng mà xác suất cực lớn là không phải dở code ra đọc. Không dở code ra đọc. Thường sẽ là không. Không dở code ra đọc. Thường sẽ là không. Tôi ghi chữ thường thôi nhé, không có nghĩa. Thường sẽ không mở code đọc để hiểu thuật toán. Đấy, cách viết code. Không, sẽ không phải cái này. Chứ thường này gần đến 99%. Vậy anh ta sẽ làm gì? Câu chuyện anh ta làm gì? Anh ta phải có cái app để anh ta... Anh ta phải có cái app để anh ta... chạy chứ. Hoặc anh ta phải có một cái gì đó để anh ta biết có sai sót hay không. Anh soi phải đi tìm sai mà. Đi tìm giữa expected và actual. Trước khi bạn nhìn đây, cái câu chuyện của dân kiểm thử phần mềm này, bạn sẽ nhìn thử xem cái bug hôm bữa tôi nói các bạn rồi. Các bạn biết có cái bug rồi. Bạn xem hình dáng của các bug. Và bây giờ bạn nhìn xem bức ở mức sâu hơn nữa nó như thế nào. Chờ tôi xíu. Chờ xíu nha, để tìm nhiều. Cuối giữa kỳ của môn này thì tôi cùng các bạn sẽ chơi Tomcat mới, Tomcat 10. Các bạn đang chơi Tomcat 8 bên. Đang bên 8.2 các bạn chơi Tomcat 8. Để lỗi cho tao lâu lâu tao ngồi tí, đứng nhiều quá tao mỏi chân. Cuối kỳ này thì mình sẽ chơi Tomcat 10. Tomcat này người ta gọi là Tomcat rồi. Còn khi bạn chơi với NetBeans ấy, là bạn cài nó có sẵn cái gói combo. Chơi rồi nó mới đã. Đã cho chị cùng chúng mày cách thuần hóa mèo. Mèo tô. Bộ lạc da đỏ. Apache hay Apache nó là bộ lạc da đỏ chứ là các mẹ đi. Các tù trưởng da đỏ. Vùng Amazon. Châu Mỹ. Con mèo tôm nó hoang dã thế ngồi mình mắt lên xuống. Chuyện nó có chuyện hay ho cả. Lúc nào tôi rảnh tôi kể chuyện cho, hôm nay không rảnh. Em thấy cái gì ở đây? Tomcat 10 nó hay lắm nha, nó có nhiều thứ hay. Đứa nào tò mò Tomcat 10 trên YouTube đã có rồi. Nào, Tomcat 10 nó có điều gì? Nó có câu cực kỳ quan trọng bên này. Chúng mày xài toàn là Javax. Đúng không? Trong import, trong code có thứ này nọ đấy. Trong cái software toàn Javax. Mới nó đổi thành Jakarta rồi. Jakarta là thủ đô của Indonesia. Tự nhiên lại dính Indonesia. Dính sau. Ở đây tao đọc cái readme. Phiên bản này có cái gì hay ho? Phiên bản này có gì hay? Tao đọc thử xem readme. Hãy đọc em đi. Đại loại vậy, hãy đọc em đi. Đó cái đó. Tao thích đọc change log. Change có nghĩa là sự thay đổi. Bớt đây này con. Bớt á. Tomcat là một phần mềm. Con mèo sinh ra để phục vụ các request. Đúng không? Và trả về response. Đúng không? Web container. Tại sao gọi là container? Nhà chứa ha. Nói chứ nhà chứa tao quýnh mày bây giờ. Container là cái container ngoài đường ấy. Ờ thì đúng, container là container. Thì tiếng Việt dịch là container. Ủa nhưng tại sao lại gọi là container? Sự có cái đầu mày. Thêm tí nữa đi. Cái đâm trên mạng không ai biết là mình đâu hỏi bạn đâu, mình đâu hỏi tên đâu. Nó chứa các object của lập trình. Service của mày, cái trang JSP của mày, nó phải là thành object đó. Chứ object thì nó cái thùng chứa object. Ủa vậy hóa ra nếu không có container có nghĩa là sao? Một request gửi tới, bố trả về trang web tĩnh luôn.
đâu cần nhớ các mẹ trên object view phức tạp, chỉ là request response nhanh. Còn vì cái này của mình có liên quan đến xử lý lập trình. Xử lý lập trình có nghĩa là phải có các object DAO, DTO nó phải chạy trong RAM. Đó là cái thùng để nó chứa các object. Hiểu mày? Dạ hiểu chưa? Chứ bản chất nó vẫn đóng một pha, đóng hai vai, vừa là web server. Mày gọi một trang web tĩnh là nếu cần gọi đến cái phần nó phức tạp. Đẩy thẳng. Nhưng bắt đầu gọi đoạn code theo cái kiểu URL mapping ở trên. Cái file mapping ấy thì lập tức nó phải convert qua những cái object, cái thứ này nó khởi động các object. Chuyện phức tạp. Vậy nếu gọi trang HTML thuần lên về, hoặc nếu không thấy thì 404. Nhưng nếu gọi một cái URL theo cái mapping thì rõ ràng phải đi gọi code, phải gọi trình biên dịch, gọi máy ảo cho vào, phức tạp, điều phối tất cả cái đám đó, bắt đầu mới respond về. Container hiểu chưa? Một thùng chứa các object. Chịu chưa? Học đó là mày sợ bố con thằng. Đây là danh sách các bước, vì nó là một cái app, nó phục vụ cho những cái request và response và kể cả code Java, cho nên vẫn có bước như thường. Và đây là danh sách các bước. Các bước là gì chưa? Các mày nhìn bước theo góc độ đúng thuần ngữ của việc mô tả bước và lập trình. Chưa kể là cái tính năng nâng cao. Kịp đây chưa? Các bạn vào xem. Thôi gửi luôn URL. Anh em lớp mình vẫn có thể vào, không sao cả. Đây là cái phần mềm mà tôi dùng để chụp ảnh và quay phim màn hình. Nhưng mà tôi thấy nó cũng chưa có đã. Nó chưa có đã. Đây là cái phần mềm để chụp ảnh, quay phim màn hình. Bởi vì mấy bước trước tôi có nói các bạn là tôi bị cái lỗi về cái âm thanh. Thì tôi đi tìm cái phần mềm open source. Nó cho cả suộc cái này. Open source có nghĩa là mày đào được cả suộc. Và trong trường hợp mã nguồn mở luôn, tức là cho mày xem code luôn, lấy code về dùng và không trả license, thì luôn luôn tất cả đều có donate. Luôn phải có chỗ donate. Luôn có chỗ donate nha. Ở đâu đó ở dưới này. Ở trên đâu? Rồi đây đồ này, đây luôn có đồ này. Vậy bạn hiểu chữ đồ này tức là đội ngũ lập trình viên. Nếu các bạn thấy phần mềm hay, bạn lấy code về dùng được và miễn phí, tặng cho tôi ít tiền. Cái chuyện này giống như mình bỏ tiền tích ở trong quán ăn dịch vụ thôi, chuyện bình thường. Hành động donate trên phần mềm mã nguồn mở tương đương với tiền tip ở trong phục vụ. Đây là văn hóa mã nguồn mở. Văn hóa mọi người đấy, để chúng mày hình dung. Tiếp tục, bỏ qua câu chuyện đó. Tao quan tâm cái chain log. Đó, bắt đầu mình hôm nay mình học thật quen về vấn đề bug à. Biết thế mẹ nào cũng có cái chữ chain log. Log có nghĩa là ghi lại nhật ký. Sự thay đổi. Sự thay đổi đến từ hai thứ. Fix bug. Và thêm tính năng. Nếu nói theo quan điểm của môn software requirement, thêm tính năng cũng là sự thay đổi. Còn tính năng cũ đang bị lỗi. Đây, có rất nhiều lỗi nó mô tả đây này. Có bug liệt kê hết đây này, dài lắm. Đây là nhóm phát triển, đây là phần thêm này, đây thêm mới tính năng, upgrade thêm tính năng. Còn có những bug nó mô tả ở dưới đây này, nó bị một số tình huống bị lỗi. Đó. Bạn hình dung chưa? Bây giờ hôm nay bạn nhìn cách rõ ràng bug của những nhà cung cấp giải pháp phần mềm luôn, phía hậu trường luôn. Còn hôm bữa tôi cho các bạn xem những hình chụp, đấy là hiện thân của cái bug. Còn bây giờ sự mô tả và fix thì đây là câu chuyện hậu trường. Ai đó phát hiện report cái bug, báo lỗi cho bên nhà sản xuất. Bên nhà sản xuất nó ghi lại dưới dạng kiểu này và mai mốt họ fix. Khi người ta ghi câu này có nghĩa người ta đã fix chưa? Fix rồi. Nhưng người ta nói người ta fix cho cái lỗi nào. Mình sẽ có tất cả những tài liệu để mô tả cái trò này tính sau. Nhà vệ phát hiện được thêm, học thêm một điều. Và tất cả những điều này nó có đầy cái OBS cũng là cái tool mà tôi đang xài đây. Đây chính xác là cái tool này đang ghi video màn hình. Thì nó có nhiều phiên bản khác nhau và nó cũng có những cái bug. Và biết thường nó cũng sẽ cái này miễn phí 100% nha. Thì chắc chắn trong đây nó cũng có cái chain log và cái sự thay feature đây là tính năng. Và thế nào bạn sẽ thấy có cái sự thay đổi, bạn tìm thấy ở trong cái xem từng cái version và phiên bản nha. Tôi đang minh họa cho các bạn nhìn, bạn click vào màn hình download và nhớ là có cái chỗ để kiểm tra cái release và nó có cái chỗ để kiểm tra cái node. Bạn có thể vào trong đây bạn xem tất cả nhiều thông tin đây. Nó để trên GitHub, thấy chưa? Code mã nguồn mở thường để trên GitHub. GitHub thầy Hoàng đang huấn luyện chúng mày, và tất nhiên nhiều bạn giỏi thì biết trước rồi, không cần quan tâm, trong môn SWP.
cách chơi với GitHub. Sau slot này thì đến chơi GitHub tiếp ở lớp khác. Hotfix sự thay đổi của dự án, cho tụi bay xem luôn. Cần cho xe để biết. Và đây là bắt đầu mình nhìn hình dáng bug. Khi mình tiếp nhận bug và khi mình tiếp nhận cái lỗi của quá trình phần mềm nó chạy, thì người ta cũng ghi nhận lại những cái gì người ta sửa chữa để các bạn xem. Đấy, quá trời bug này. Fix a bug where preview code freeze. Đó, tức là khi nó không có cho phép mình bung rộng hay là cái cứng màn hình, đại loại vậy. Nhiều bug lắm. Đa dạng chưa? Chịu rồi hen. Đó, đừng lấy ra hiểu lý do tại sao nhà tao phải có nuôi quả bốc chúa. Đó. Phải biết gì chúng mình biết rồi đúng không? À. Đây đâu phải web, đây là cái chỗ suộc mà. Còn bạn tìm trên trang web thì có chỗ đồ này đấy, có hay không? Còn nếu không thì cái foundation đằng sau nó có nhiều tổ chức khác chống lưng nữa. Có rất nhiều trò nhá. Tức là dân dev này, người ta có một cái tổ chức chống lưng. Ví dụ cái Ubuntu á, nó là open source. Thế về nguyên tắc bạn xài thoải mái. Một cái hệ điều hành luôn. Và nó có tổ chức đứng phía sau. Là nó bán server, nó bán domain, nó bán training. Gói miễn phí nó đều có một cái phí khác. Hôm nay không rảnh mình nói về chiến lược của mã nguồn mở. Hôm nay không rảnh. Nhá hàng vậy thôi. Public. Và hôm qua tao chỉ chúng mày cái lớp software SWP, tao chỉ cách làm README rồi. Mà đẹp này này. Chiều nay. Và trên YouTube đã có mấy lớp trước kỳ trước rồi. À, phần này mới là phần đánh giá này. Còn huy chương huy hiệu này, tao sẽ chỉ cho mày làm cái này được. Không dễ mà có nha. Cái này là CI. Continuous Integration CI. Cái phần đặc biệt cái chữ B này này là liên quan đến unit test, liên quan đến kia. Mà thầy Hoàng sẽ nói với chúng mày, hứa trong lớp này sẽ có cái phần này, bức huy chương này. Huy chương này mình sẽ có nha. Chỉ để đây này, nhìn trước để biết. Nó có cái để mà học đấy các con. Nhìn huy chương của bên viết. Nhưng mà muốn có nó không phải dễ nha. Mình phải học tử tế bài bản. Xin lỗi. Cho nên về nhà làm GitHub cho tao một cách tử tế luôn. Huy chương này. Của lớp 1506 này. À. Đây người ta gọi là huy chương. Chỉ có làm CI thì mới biết được. Và CI tôi vừa đăng giả. Lớp này tao sẽ cho mày xem. Cho nên ghi vào CV luôn. Đây chỗ này. Thì mới làm được huy chương cho GitHub. Nói bà con với nhau. Nhá hàng trước để hù. Thế thôi. Quay trở lại câu chuyện này tiếp tục. Vậy tester là thánh soi và tìm ra lỗi. Lỗi phải được ghi nhận và phải được fix nếu nó thực sự lỗi. Như vậy lỗi phải được ghi nhận. Lỗi phải được ghi nhận. Được ghi nhận bởi dev team, bởi tester là một cái gã độc lập và dev team. Và sau đó fix. Và hồi nãy mình thấy cái ghi là cái bug hot fix. Rồi sau đó phải ghi lại hết để theo dõi cái lịch sử và tiến trình phát triển. Ok. Rồi, tiếp theo. Vậy dân này, dân tester, vậy thì làm sao người ta có thể kiểm thử được cái phần này? Và người ta công việc người ta sẽ gồm những cái việc gì? Bạn nhìn cái định nghĩa ở trên, cái định nghĩa về kiểm thử phần mềm đây. Thứ nhất là giữa cái mình kỳ vọng và cái thực tế, đây là việc của họ, so sánh. Họ chạy app và không cần chạy app thì người ta sẽ kiểm tra xem app đã thực hiện theo đúng mô tả hay không. Specification. Hôm nay nhìn kỹ hơn về trên sân khấu, hôm bữa nhìn nó hẹp quá, xa quá. Hai tờ giấy này tuổi đời lớn hơn tuổi đời trước mày thì phải. Có thể bằng. Chú sinh năm bao nhiêu? 2001. Cuốn này anh in đúng năm 2001. Chết sướng, bây giờ tôi in đâu? Bạn nó cũ. Đây là chữ của tôi ngày xưa nó xấu lắm. Bây giờ nó cũng vẫn xấu. In năm 1999. Đó là năm tao ra trường. Và tao bắt đầu tao viết code. Và đây là tài liệu của môn software được comment ấy. Nó phải ra cuốn này. Và bên Mỹ nó gửi về. Và dĩ nhiên mình in ra để mình copy PDF. Và tài liệu này
chết mẹ, quên, xin lỗi. Cái đám online kìa, chúng nó không có thắc mắc được, thầy cho em xem cái hình gì đó chứ. Vãi chứ, vãi chứ. Specification. Cho tôi 30 giây. Xin phép tao ra một cái rồi tao quay trở lại vì nó bị đảo màn hình. Ai tao có một chút trục trặc trong cái âm thanh, tức là tao không bật lên mà tao vẫn giảng, mà chúng nó bên online chúng nó éo, nó thắc mắc gì, chúng mày thực sự có đang ngồi trên máy hay không hay nhà nhiều việc? Ủa thầy ơi, âm thanh gì thầy, ủa em cũng nghe ổn mà thầy. Chết mẹ, lại tao tắt cái mic mà chúng mày vẫn nghe được luôn hả? Vẫn nghe thầy nói từ nãy giờ thầy. Bây giờ mới nói chứ, nãy tao giảng quá trời luôn đấy, lúc tao tắt màn hình ấy. Không không thầy, tụi em vẫn nghe thầy nói được bình thường mà thầy. Vẫn nghe được tới phần tester mà thầy. Cái này không biết bug của hệ thống hay là bây giờ tao đã quá cũ già rồi. Cảm ơn. Tính năng mới đúng không? Ok đi, tranh luận chúng nó sẽ hết giờ mất. Cảm ơn. Đây, bạn thấy không? Cái ô nhập của nó. Cái màn hình này để làm gì? Đây là cái app của cảnh sát Mỹ. Tao không tài năng, vấn đề dự án bên kia người ta đưa về mình làm thôi, biết mẹ. Nha. Cái này mốc cấp đúng không? Cái tên của nó là function specification. Mình sẽ học cái này ở bên, ta sẽ dùng cái này minh họa cho chúng mày ở bên môn software các bạn. Ăn thật nha. Hãy xem thử người ta mô tả. Trong này nhìn rõ hơn. Để xíu để nó focus. Thấy chưa? Thấy nó ghi rõ chưa? Thiết kế đấy. Thấy specification là cái tài liệu được quay mất đấy, phải ghi rõ đến cái này nè. Kinh chưa? Tụi anh em mình giống như thợ thôi. Đọc cái thiết kế này rồi cứ thấy nhắm mắt mà làm, nó nhớ cả suy nghĩ mẹ nữa. Nghĩ nó có gài cái ràng buộc bên trong. Nghĩ nó có gài ràng buộc. Cái câu nó mô tả dài thế này. Đây là mốc cấp đấy nha, đây là mốc cấp đấy. Chút xíu để tôi focus. Đấy, when open cái gì đó thì hệ thống phải làm gì? Khi create cái này, hệ thống phải làm gì tiếp? Phải generate cái mẹ gì đó. Bạn hình dung câu chuyện ở đây chưa? Vậy cái đây là tài liệu mô tả phần mềm. Mày hãy chào nó một cái vì nó nhiều hơn tuổi mày. Chào nó cái. Chào nó cái. Ở đó. Thế đấy, cái này không phải tôi em in. Thật sự. Mình là dân IT, mình ghi lại cái history mà. Bước trên đây của tao chúng thấy cái lá thư từ năm 1994 mà tao cầm giữ của mấy cô bạn gái thời đại học, thời cấp 3 là biết rồi. Thư học bàn còn nhé mày. Thời chúng mày thì IT hết mã rồi. Đúng chưa? IT có hết rồi nhưng mà đến thời IT thì có một cái đặc điều đặc biệt. Có một cái gọi là quyền được xóa, quyền được lãng quên. Vì cái trouble của mình nó lên trên mạng hết mã rồi. Nó có một đăng đề bàn về câu về cái khái niệm là phím delete trên internet. Quyền được lãng quên. Thì những cái bé bị bạo hành cái thứ lúc bé lớn lên rồi cái bài viết của nó vẫn còn, hiểu chưa? Còn đây nếu có những câu chuyện gì thì đốt đống cho tàn, nắm được không các con? Cho nên hàng đồ handmade này nó mới quý. Còn trên mạng thì có thể mình thấy nó có hơi bị có cảm giác là nó không có cái dấu ấn cá nhân bên trong,
Thế tao giữ hơn 20 năm rồi, tao biết có ngày hôm nay tao gặp chúng mày, đơn giản vậy thôi. Nghiêm túc đấy. Tôi không hay hơn các bạn đâu. Mang bước các bạn đi vào trong tương phần mềm y chang à. Đọc đúng cái document này, bên Nhật người ta viết cái gì à. Người ta ghi cả mã màu bao nhiêu nữa cơ. Bên Nhật người ta ghi cả mã màu, rồi việc của mấy làm gì? Làm theo. Và bên F12 của mấy bạn tester, mã màu không đúng theo cái mô tả này gì? Anh em không chơi, anh em chơi tử tế với nhau là đéo nói với nhau. Sửa đi. Đi mẹ lên cái bug database, theo giống hồi nãy cái hồi nãy nói. Tôi tao tìm ra cái lỗi của mày là mã màu đéo đúng. À, chơi gì kỳ vậy? Anh em với nhau từ thời cởi chuồng trong khu quân sự mà không nói nhau một câu. Tao muốn được tăng lương thì tao phải tìm ra nhiều bug. Còn mày muốn được tăng lương thì đừng để lại bug. Thế thôi, và biết có cho nó nhanh mình ra. Đến đây hiểu chưa? Quân pháp bất vị thần. Nghiêm túc. Cho nên mà thằng nào làm bug và thằng nào làm test và thằng kia là viết code. Thấy nhau, quen nhau, anh em nương tựa luôn. Nhưng việc tao tìm bớt là tao ghi ra. Hiểu đến đây chưa? Bởi vì nếu không, mai mốt không thấy bớt mà vẫn là áp chạy ngon. Mà thằng kia nó có quyển gáy. Chắc thấy không? Áp em rất ít bớt. Không phải bây giờ công thì không, rõ ràng việc của mỗi người. Cái performance review, tức là đánh giá năng lực của mỗi người. Nó dựa trên cái kết quả làm việc. Và kết quả đó phải được ghi lại. Rồi, bắt đầu biết rồi ha. Tiếp tục quay trở lại. Như vậy nhưng tao đi quẹo cua gắt như vậy vì lý do gì? Đó. Vậy thì tester sẽ căn cứ cái gì để tìm ra lỗi? Đó, tester sẽ căn cứ trên cái gì? Cái gì để tìm sai sót? Để tìm sai sót hay tìm bug hay tìm lỗi? Có hai thứ. Thứ nhất, trên cái document. À, test ngay từ test đồ kêu mình. Cái đồ kêu mình vừa tao nói đấy. Được chưa? Thực cái về đến Việt Nam mà mình làm. Cái này làm cho cạnh bên Mỹ. Thì Việt về đến Việt Nam mình làm test bên kia rồi. Và mình implement thôi. Nhưng bạn phải hiểu đến khi ra được cái đồ kêu mình vừa rồi là đã phải qua công đoạn review cái thứ này nọ tới luôn rồi. Ok chưa? Tức là cái đồ kêu mình. Đồ kêu mình này thì nó có thể dùng những chữ gọi là specification. Nó có thể dùng là cái chữ, một trong những chữ sau: SRS, FRS, BRS, môn SWR302. Tùy sẽ giảm. Tức là cái này nó chính là cái câu hồi nãy mà bạn Oanh mà có trả bài đấy. Nó chính là static testing. Em chưa có app. Em là thánh soi. Em soi ngay khi viết requirement. Ngay khi thiết kế. Thiết kế từ UI rồi đến DB hay kể cả kiến trúc. Đấy, tức là về mặt tốt đẹp nhất nó phải đến mức độ này luôn. Đầu hôm bữa đó và hôm nay thì nãy đầu giờ tôi có nói về góc độ thiết kế database đấy bạn đấy. Cái requirement là có khả năng nó bị sai sót và thiếu hụt. Và cái đó là mình dân tester cùng phối hợp với cái gã đoạn đầu. Cho nên nếu nói nhân đây tôi sẽ nói về góc độ một chút xíu về cái mô tả công việc nha. Cái job title á. Trong cái nghề làm phần mềm á. Trong nghề làm phần mềm. Nói mở rộng thêm nha. Cái phần này gọi phần mở rộng. Giai đoạn đầu, sống bắt đầu từ gió, app bắt đầu từ requirement. BA. Hay là SysBA, tức là System Business Analyst. Giai đoạn đầu liên quan đến red. Requirement tôi viết cả. Thứ hai, các designer. Thầy ơi, thầy chỉnh màn hình cho hiển thị Notepad được không thầy? Tại vì bên của tụi em nó cứ giống như nó bị nhiễu á thầy. Tao chưa share luôn đâu, phải là mẹ thì mình nhiễu. Cảm ơn tụi bay. Nhưng mà nhìn màn hình đó, lỗi của tao là tao chưa share. Được chưa? Hấp dẫn không? Học online hấp dẫn không?
lỗi của tao, cảm ơn, tao chưa share. Hay bạn chụp bài cáp được màn hình. Designer, như cái này liên quan đến UI. Cái thế thôi. Dùng Figma chẳng hạn. Dùng mấy cái tool của Adobe hay Adobe, ta chả biết cách đặt tên đọc. Adobe hay là Adobe? Đọc Adobe luôn đúng không? Có đúng không? Đọc Adobe luôn phải không? Rồi. Đọc Adobe. Thì nó có mấy cái tool đấy để design và sau đó generate ra CSS. Đúng không? Mày đừng quan tâm cái máy lạnh kia. Mày đừng nhìn nó. Mày focus vào cái đây này, sự tập trung. Hiểu chưa con? Tao ra quán cà phê là đã tìm sự tập trung luôn đấy. Có cà phê cốt, tao nghiêm túc. Rồi toàn ra quán cà phê cốt. Và sự tập trung để viết cốt. Và lâu lâu lúc mà mình muốn đôi mắt mình được thư giãn, theo nghĩa là mình nghỉ ngơi cho mắt nó đỡ mỏi hay đầu óc nó đỡ căng thẳng, thì mình các trai xinh gái đẹp trong quán. Chứ còn cái này cái mẹ phòng này nó có sập rồi đâu. Hiểu chưa? Ở đây bố nhìn bố quan sát lớp à. Chỉ tập trung nhìn vào cốt và các cô gái hết. Hai việc thôi. Hiểu chưa mày? Gu của mày là gái hay là trai? Cười là thế. Chứ mà đúng. Màu hồng. Màu hồng. Cái này là giống tao không? Mày làm khó tao để tao phải đi mua con khác. Chơi là không đụng hàng. Mày có màu hồng giống tao không? Thua. Không, màu hồng nó chiếm cả Sài Gòn được cái này. Tai nghe màu gì? Cam. Nó mới nổi. Thất vọng chú quá. Già phải già như anh phải biết cách đú đỡ. Hiểu chưa? Con này đẹp đúng không? Nổi liền chạy cái màu đen truyền thống. Xài, quá xài. Nổi nó phải khác. Nha. Tao còn cái điện thoại màu hường, cái Sony. Ngày xưa nó có Sony màu hường đẹp lắm. Nhưng mà mấy lần đàm rớt vào thùng nước. Thế nên thôi bỏ. Cái thời đó nó chưa có chống nước cao. Thế mà chơi đồ là tao cứ quất màu hường tao chơi thôi. Mấy người cũng rất may là thằng con mình nó giống bố nó. Nó toàn chơi màu hường. Designer. Tiếp tục. Đây một title. Mới chiêu ai thôi hả? Còn gì nữa thưa thầy? Còn DB Designer. Tất nhiên không ai cấm một mình bạn làm nhiều role. Nghe kỹ nha. Nhưng mà thực ra bạn biết nhiều thứ thì nó hay. Thật cái đặc biệt về đồ họa, về UI ấy, đặc biệt về màu sắc ấy, thì có đấy có khi là chạm trần về giới hạn của anh em mình. Vậy anh em mình sẽ khó có cái cảm thụ màu tốt. Không, tất nhiên không phải nói tất cả các bạn. Mà tôi với các bạn mà bây giờ cá nhân bắt tôi mà design màu sắc đẹp là có chuyện rồi đấy. Làm cái gì thì làm chứ đừng bắt tao design màu sắc chẳng hạn. Nhưng mà biết chắc mình đánh giá, tôi tin là anh em mình sẽ đánh giá được màu nào đẹp và tốt và không phải pro. Nhưng để nghĩ ra được cái kiểu đó thì chắc chắn phải tố chất của những bạn đồ họa. Không ai cấm trong bạn có một tố chất đó. Thì càng tốt nha. Rồi. Nhưng mà còn lại nói chung là những cái phần còn lại là database design. Anh em mình đã học môn Java web rồi thì ngay cả biết cái database design thực sự nó quan trọng như thế nào rồi. Trong việc hiển thị thêm green mà. Tiếp theo. Đầu đến developer rồi. Tức là code rồi đấy. Nhưng mà code trong này có hai dạng là front và back đúng không? FE và BE hay là full đến đâu tắt đến đó. Full stack đúng không? Full stack. Đó. Em chơi láng cả hai. Tiếp theo. Tester. Intelligent QC. Support. Dân này đi vượt cài đặt. Hướng dẫn giải thích người dùng. Đó. Bao gồm có thể cài đặt, hướng dẫn sử dụng. Trợ giúp, tìm lỗi. Đã được ghi nhận lỗi. Ghi nhận sự cố thôi, nhưng fix thì không hẳn là mình. Vì nếu nào lỗi của phần mềm thì không phải là mình. Còn lỗi về cấu hình thì là lỗi của mình. Rất nhiều thứ nha. Và trong cái đám này thì có các anh chàng về mặt kiến trúc sư.
chức danh SA ở bên FPT Software. Trong lúc mức lương cao. Có thể cao hơn. Có thể cao hơn. Phần này, đoạn này bắt đầu tôi nói nó có một chút xíu giao với môn SWO. À, xin lỗi báo các bạn trước để sau này nếu các bạn chuyển sang lớp SWO mà gặp phần này thì vui lòng. Đoạn này là các bạn phải nghe trùng lại. Nếu dành cho những bạn cùng học tôi nhiều môn, chứ còn những bạn học khác môn thì các bạn sẽ là cảm nhận sự khác. Cho tôi xíu. Để lấy quang mẹ rồi, cho xíu. Chờ xíu nha, chờ xíu. Mình để nhiều thứ quá, mình tối khi mình bối rối tí. Chờ xíu, xin lỗi là trục trặc trong việc để đồ chơi. Nếu không thì phải để bữa sau vậy. Chờ chút xíu rồi tôi tìm lại. Có chỗ có tôi nghĩ có cái thứ hay để mình. Rồi tự nhiên tôi quăng đâu mất tiêu rồi. Rồi không thấy, để tôi xin lỗi, tôi khất lại vì nó có một chỗ rất hay để mình có thể xem. Nhưng mà tôi xin lỗi là tôi quăng chỗ khác để bữa sau tôi sẽ được lại xem. Với cái chức danh nghề nghiệp và cái title. Nhớ nhắc tôi nhé, để chiều nay tối về tôi sẽ kiểm tra ngay để đỡ mất thời gian các bạn. Thì liên quan đến cái chức danh nghề nghiệp này thì bạn biết QC nằm đoạn này này. Nhưng mà tổng thể để quản lý tổng thể mama ở đây, quản lý cả cái đám này này. Tức về mặt cốt thì cái chức danh này chức danh được kiến trúc sư phần mềm luôn rất cao. Cao hẳn. Còn một cái chức danh khác nữa, ví dụ nếu cái team bạn là làm toàn bộ cái dev team ở trên đây là gần như các công đoạn của làm phần mềm hết rồi, thì cái dev team á, cái team mà phát triển phần mềm theo Scrum thì nó có một chức danh là Scrum Master. Mức lương này ok, đây là chức danh tiếp, mức lương còn 6.000 vài ngàn. Rồi tiếp theo, nhưng mà cho dù kiểu gì kiểu cả tất cả dù Scrum Master cả cái tất cả các bạn này ở đây nó hình thành nó một nhóm, thì có một người nữa, người là người PM. Đặc biệt nếu làm về sản phẩm nó còn một cái dạng này nữa, PM khác nữa. Em thấy đau đầu. Project Product. Tôi sẽ giải thích bên môn support của các bạn để hình dung. Giờ chưa nhá hàng ở đây. Để biết thôi. Tức là cái này phải nói thẳng một câu với nhau này. Khi bạn ngồi đến với tôi và bạn học các thầy cô khác, cho dù chuyên ngành mình là SE, Software Engineering, nhưng nên nhớ rằng có rất nhiều hướng đi. Chứ không phải tôi tốt nghiệp đại học MIT ra. Tôi giả sử tôi muốn làm bạn vẫn đang theo nghề này nhá. Chứ không phải là mình gọi là tốt nghiệp ra, mình về đành phải về nhà làm giám đốc cho ông bà già ở nhà. Thì ông bà già có công ty và mình tiếp quản, chuyện đó chuyện bình thường. Học làm mẹ gì về nhà làm giám đốc. Mình hay nói cái câu vui đấy, chuyện đó có thật. Nhà bạn có công ty thì chắc là con cái cuối cùng là phải kế thừa thôi. Mình đang muốn nói theo đúng này, thì nghề IT này đừng có suy nghĩ rằng là ta ra tốt nghiệp ra trường ta bắt đầu ta phải ngồi ta cốt. Vô số chức danh để các bạn có thể theo, và một chức danh cao cao cấp là chức danh này là cao cấp. Cái này hình như đầu bếp đúng không? Cái này đầu bếp đúng không? Master Chef phải không? Hay cái chữ này.
chỗ này mới là đầu bếp đúng không? Hay chỗ kia? À, đây cái chỗ này là, đây đúng rồi đúng không? Cái này mới không phải, cái này đây mới không phải đầu bếp đúng không? CIO nữa cả. CEO là chuyện khác, nhiều đủ loại C trên cuộc đời, trong đó mình chỉ thích mỗi C tình thôi. À. T là technical. Giám đốc kỹ thuật. Giám đốc công nghệ thông tin. Một cái công ty chỉ cần một ông này thôi. Lương 20-30 ngàn. 20-30 ngàn. Một công ty một người. 1.000 đô 2-3 triệu. Nhân cái mẹ gì mà nhân đi, suy nghĩ. 1 triệu đô thì là 2-3 tỷ. Tiền tao không có nhưng mà tao quy đổi tao rất nhanh. Vì đó là ước mơ của mình, mình phải chuẩn bị cái tinh thần cho việc nhiều tiền. Dễ nó bấn loạn. Được chưa? 1 triệu đô 2-3 tỷ. 1.000 đô 2-3 triệu. 1.000 đô 2 tỷ 3. Thế thôi. Mình biết nhà Việt Nam mắc cỡ nào so với Mỹ rồi. 500.000 đô đến 1 triệu đô. 2-3 tỷ Việt Nam đồng căn penthouse ở trên đây 50 tỷ 100 tỷ cho bình thường. Đúng chưa? Vậy lương cỡ 20.000 đô một tháng thì nhân lên. 10.000 đô là bao nhiêu rồi? 100.000 đô thì mới là 2 tỷ. Như vậy 10.000 đô là bao nhiêu? 100 triệu. 400-500 triệu một tháng, không nhiều lắm. So với kinh doanh cái thứ này đó khác đúng không? Nhưng rõ ràng thực sự chức danh này nó quyết định ảnh hưởng đến cái việc thành bại của sản phẩm. Mức độ cạnh tranh. Không có cốt tiếp mẹ hết trơn đấy. Chủ yếu cái tư duy về công nghệ. Tư duy về áp dụng công nghệ vào trong sứ mệnh kinh doanh của doanh nghiệp. Chấm hết. Chấm hết. Ước mơ chưa? Ê thôi, leo từ từ. Nhanh nhanh quá thì thở không được. Hết hơi, hụt hơi. Đây. Chuyên gia đi khách. Đi khách. Vui vãi. Thế đi gặp khách hàng nói tắt là đi khách chứ có cái mẹ gì đâu. Hướng ngoại. Thích giao tiếp. Đây. Được chưa? Không. Free requirement. Bất thành app. Kiểu đó. Designer. Thích ngồi một chỗ để design. Đâu ai cấm mà thích mã màu. Đó. Cho nên nó phải phù hợp tố chất nha. Phải phù hợp tố chất. Database. Từ cái anh chàng này á, thì nó rất dễ dẫn đến. Rất dễ dẫn đến. Nói chung là cái nhánh AI rất dễ dẫn đến cái nhánh này. Vậy anh ta có data. Thích cái data, thiết kế cái việc để query ra data. Được chưa? Engineer. Cái này liên quan đến machine learning. Nó dính cái design database được, có nghĩa liên quan lưu trữ dữ liệu. Và có khả năng bắt đầu query để đã trả lời các câu hỏi. NoSQL thế này nằm ở đây. Thì đó từ hướng mà thích về data. Thì bắt đầu từ đây nó sẽ hướng sang data engineer. Nó đi sang cái nhánh. Ví dụ như là machine learning liên quan đến deep learning, nó phải có data, nó liên quan đến BI. Chờ xíu để kiểm tra lại chữ T mới đúng hay chữ C. C mới đúng đúng không? C mới là danh từ. C mới là danh từ. Đó, intelligence. Mình nghi rồi. Nhưng mà phải kiểm tra xác tính lại. Chắc chắn là phải danh từ chứ để tính từ mình tao thấy nó gợn gợn rồi. BI. Những cái thiệt thiết cái database cộng với việc làm app ra được trợ giúp cho doanh nghiệp rằng nên mua bao nhiêu hàng trong mùa năm nay. Tao đồ rằng năm nay bắt đầu hết giãn cách thì mình sẽ... Đấy. Tao đồ đằng Tết năm nay thì cần phải chữ bao nhiêu hàng. Cái câu đó không thể nhìn kiểu thiên văn để nói được. Phải có data trong lịch sử, trong quá khứ mới quyết định được. Mình đồ rằng tỷ lệ tăng trưởng như thế nào. Với ví dụ như hiện nay là lạm phát đang cỡ bao nhiêu, vậy thì ta điều chỉnh việc nhập hàng cao hơn năm ngoái bao nhiêu phần trăm thôi. Nắm được chưa? Cái này liên quan đến gọi là BI. Dữ liệu. Mà đi database chỉ để lại. Thôi phần còn lại là các bạn biết rồi. Điều thú vị. Và môn này của mình nằm đây. Nhưng cái tôi đang muốn nói khơi gợi cho các bạn đây không phải câu giờ hay nói xem gió lung tung ra bên ngoài. Đừng có nghĩ rằng cái ngành IT tốt nghiệp xong thì mình phải bắt buộc chỉ có code mà có được.
Ủa, cái quy trình làm phần mềm nó rất nhiều bước mà, nhiều công đoạn mà, chứ đâu có phải riêng cái này. Để bắt đầu có hướng đi chưa? Bắt đầu thấy hướng đi chưa? Mức lương quyến rũ là mức lương ở này, quyến rũ này. Cái này vừa đủ thôi, mấy cái này thì vừa đủ. Cái này vừa đủ. Nhưng đến đây, bắt đầu là khác. Anh này này, đặc biệt thêm cả anh này nữa, nằm trong cái công ty mà khởi nghiệp. Chờ đến cái phần software recommend thì ta sẽ nói về phần này. Thì anh này là quyến rũ. Anh nào thích thuần về viết code thôi và framework. Ai chơi thuần framework và viết code nhá, là cái chữ danh này. FPT Software có đào tạo nội bộ cái chứng chỉ này để bạn leo lương dần lên cao. FPT Software có. Nhưng mà anh nào phải cực kỳ thích viết code và chiếm viết code và đặc biệt thích chơi với framework thì hãy theo cái này. Và nếu không thì thôi, em dùng framework để em viết code là một chuyện khác. Còn ngồi đánh giá framework, lựa chọn framework và quyết định dùng framework nào trong cái app của mình và có thể cải thiện nó phải tính toán thế. Thì anh chàng này ở đây, Momo, Lazada, Shopee, ngân hàng luôn phải có anh này. Một thôi, một hoặc hai thôi. Còn dev chúng ta thì hơi bị đông như quân nguyên. Đám quần này đông như quân nguyên. Đây là giống như chỉ đạo cho đường lối. Còn kia là implement. Thì về nguyên tắc abstract class hay interface chỉ có một, nhưng mà multiple implementation, đúng không? Đến đây hiểu rồi nhé. Cho nên hôm nay tự tin rằng là học thầy Hoàng có thể sẽ nghe được cái góc độ, góc nhìn về trong giới công nghiệp một chút xíu để mình tự tin. Đấy, để tự tin. Cho nên nhìn thằng bạn biết có kinh quá, sốc, ảo sẽ đi khách. Thế ta giỏi mày không? Đi gặp khách hàng, lấy requirement. Thầy Hoàng mày cũng đã từng làm nghề đi khách, có chút dính đến kiểm thử. Đi phô lúc bây ra trường là coder, developer. Tao nhìn cái cuốn này của tao là chúng mày biết rồi. Trước khi tôi đi dạy full time là tôi đã làm code như các bạn thôi. Thì có nhiều hướng đi nhá. Đặc biệt DBA, hồi tôi làm BA thì gặp mấy cô gái bên phía phòng nhân sự, trời, người ta dễ thương. Đối với cái người mới ra trường còn non non như mình à, còn bây giờ thì cưa sừng làm nghé, tức là già mẹ rồi nhưng giả bộ non. Đến đây hiểu hướng đi và tự tin cho mình chưa? Tự tin hen. Chứ có ngồi nhìn thằng cốt và thằng bạn chắc tuyệt vọng. Thiếu chó thì hướng. Còn nhiều nữa mà tôi chưa, để tôi phải lục cái file kia cho các bạn xem sau. Xin lỗi là mình trục trặc. Cái mù mẹ nó đi đâu rồi. Rồi, tiếp tục nào. Tôi phải nói là hay lắm ạ. Thú vị, vừa đâu. Tiếp tục. Vậy thì mình đi phần mở rộng xong, bắt đầu quay trở lại. Vậy tester phải căn cứ trên cái document đó là điều đầu tiên. Nhưng mà nếu cái document ổn rồi thì bắt đầu là cái document mà giống như hồi nãy tôi đưa cho các bạn thì bắt đầu implement thôi. Thì lúc này bắt đầu tester làm cho gì? Đưa app cho bố test. Đấy nha. Vế thứ hai là đưa app cho tôi test. Nghe kỹ nha, đưa app không đưa code. Ai phải có trách nhiệm với code? Thì phải là developer có trách nhiệm với code rồi. Đưa app cho tôi test. À. Và cái này được gọi là Dyna. App chạy, còn cái trên nó chính gọi là sờ tay cầm cuốn document. Hồi nãy tao vừa rơi cho mày xem các phản biện, nhìn ER đi. Cho nên chiếu cho các bạn đi nghe hội đồng đoán tốt nghiệp, chúng tôi đóng rất nhiều vai. Đóng rất nhiều vai, trong đó có một cái vai là các em mở document lên để phân tích. Nếu các em kỳ tới bắt đầu kỳ này đi nhá. Bắt đầu kỳ này đi nghe đi, nếu chưa ai chưa đi nghe. Theo dõi fanpage của trường, FAP của trường và Facebook của tao là đều có post thông tin ngồi đồ án kiệp. Các thầy cô đóng cực nhiều vai trên hội đồng, trong đó có vai là static test. Mở ra tao bay lên, bạn nói cho bạn lưu phần này thế này. Và chúng tôi biết rằng cái cách phần này của bạn trên cái bộ màn hình, tôi biết thề thừa với bạn rằng bạn đang hard code. Mình nói theo ngôn ngữ Việt Nam, hard code, viết code cứng về mấy cái dữ liệu trong database mà để chúng mày đẩy thẳng vào trong code. Và nếu tao yêu cầu thêm sửa thêm dữ liệu, chúng mày phải đè code ra, chúng sửa, chúng deploy lại. Và nếu chúng mày đè table thì insert một dòng. Lại là vậy. Nắm được chưa? Tôi đánh giá ngay cả cái thiết kế có trục trặc. Eo cần chạy app luôn. Thì cái đó bọn tôi đang nói với các bạn rằng là sở tay tịch tĩnh. Vì chỉ nhìn đâu các bạn. Còn động có nghĩa là app nó phải run trong hệ thống máy tính, tức là có sự hoạt động. Thì lúc đó gọi là dynamic. Như vậy, đưa app cho tôi test. Đấy. Và đưa app tôi test. Thế nào để test? Có app thì test đi chứ còn gì nữa thầy. Bình tĩnh.
đến đây nó lại tẻ theo hai phương pháp, hai kỹ thuật để test app, để test app, tức là chạy app á, phải chạy app để so sánh giữa expected versus actual. Rồi, tao nhập vào màn hình, xong rồi tao ấn nút save, xem nó in thông tin giảm giá có đúng như dự kiến hay không, giả bộ vậy được cái đơn hàng. À, thì cái câu chuyện này có cả hai kỹ thuật. Kỹ thuật thứ nhất tôi gọi vẫn nằm trong kiến thức của phần tester nha. Kỹ thuật một nhỏ hơn đấy, trâu bò dùng sức, tức là chạy bằng cơm. Nói ngôn ngữ tin code cho mày dễ hình dung. Kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật lập trình. Mình dùng lập trình luôn để tự động hóa quá trình chạy app. Nghe kỹ này, cái này được thú vị lắm này. Chương trình chạy mở app, mở app, run app, tự động di chuyển chuột mouse, tự động input data, tự động, cái này giống như con bot đấy, tự động nhấn nút, tự động capture cái data trả về. Cái axial, cái data trả về, tự động so sánh với expected. Một tính năng dã man. Quá trình này người ta gọi là quá trình tự động. Vậy thì ngược quá trình tự động là trâu bò là bằng tay. Mở app lên, login username password, click vào bên trong công, nhập data vào bằng chuột di chuyển và tích 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 tích. Rồi nhìn thấy đúc, sai rồi. Kết luận câu sai rồi phải nhìn vào mắt. Còn hiện nay toàn bộ cái quá trình đó tự động hết. Mình muốn làm tự động đó thì phải lập trình. Kết luận câu tiếp theo, dân tester, dân kiểm thử phần mềm, tức là dân verify tìm lỗi phần mềm hiện nay bắt buộc phải xuất thân từ dân lập trình. Nhưng không có một cái áp lực rằng phải ra app. Đưa app đây và bố tự động làm giống như ma nhập đấy. Viết cái đoạn code thôi để tự động hóa quá trình này. Thế là tự động nó mở app lên, xong rồi tự động nó fill data. Tự động nó fill data xong, tự động nó click log gì luôn. Và tự động nó ngồi nó làm viết cái màn hình bên trong. Mình muốn làm cái mẹ gì dạy cho cái app. Tức là viết một cái đoạn lập trình nhỏ thôi. Và để tự động hoàn toàn quá trình đó. Thú vị cực kỳ. Môn này mình sẽ làm thử. Hey, phần này tao còn gọi là test automation. Còn phần trên thì được gọi là test manual. Manual hay manually chẳng nhớ nữa. Xin lỗi cái từ trong trường hợp này tôi bị bối rối. Ok. Châu bò là bằng tay. Cho nên kết luận hiện nay, vậy hiện nay các công ty phần mềm đang làm cho nào? Vẫn là cả hai. Thời ngày xưa cho đến gần như ngày nay, tức là cách đây khoảng đến mười mấy năm, thì vẫn chủ yếu là test bằng tay. Và cái này chỉ cần người tốt nghiệp trung học phổ thông, đọc được tiếng Anh, hiểu được những quy tắc trên cái màn hình nó mô tả là đã test, là tìm được lỗi rồi. Nhưng nhiều đó thì có những tình huống rất mất sức. Bởi vì có một cái nguyên tắc là nếu tìm thấy lỗi thì sửa code. Mà sửa code thì mọi việc đang ổn nếu mày đỡ đụng được là gì. Còn nếu mày chỉ cần đụng code vào, tao không dám chắc những tính năng ngày xưa đã test nó còn ổn không, thì phải test lại. Và test lại vậy nó mất sức. Cho nên phải chơi trò tự động hóa để đảm bảo. À đéo mày có sửa code thì bố chạy lại cái đoạn code này thôi. Chạy lại cái đoạn app bố viết này. Một cách tự động báo chúng tao thì đỡ mất sức. Đã hiểu logic này chưa? Và muốn điều khiển được cái app của mình thì phải lập trình. Chứ là mẹ kết tự nhiên mình nói câu mở app lên, chỉ có cái kiểu mà cái Google, mấy cái loa thông minh hay cái gì đó làm được những lệnh cơ bản thôi. Chứ bây giờ mọi app nó đa dạng sao mình ra lệnh bằng miệng được. Cho nên ta phải viết code lập trình để ta test app. Cho nên áp lực của dân tester hiện nay là vẫn bắt buộc phải học về code. Tuy nhiên không có áp lực phải ra được cái app. Vì áp lực ra app nó khó lắm. Bây giờ lập thần trình thuật toán trí tuệ nhân tạo, thế mẹ nào mình cần học nó học máu. Nhưng dây tester đéo cần. Đưa app đây, làm trí tuệ nhân tạo, mẹ kích mày viết xong cho tao đi. Rồi bắt đầu tao chỉ test thôi. Vậy thì chỉ học code vừa đủ để test được app. Và phần này gọi là test automation. Thú vị. Và cái công ty hôm nay đem đi,
KMS trong môn software development, nó chính là làm những cái đồ tool liên quan đến test tự động. Cho tên tool và công nghệ và công cụ phía sau lưng. Catalog, Selenium, công cụ đấy, lập trình đấy. Trong code này tao sẽ hướng dẫn cho mày chơi Selenium, Appium. Cypress. Kiểm tra lại một số từ mà đôi khi tao bị bối rối. Appium, Cypress, kéo chữ S gì? Xin lỗi. Nó đấy, nhiều lắm nhá, cực kỳ nhiều đồ chơi. Cái này chơi với JavaScript và TypeScript này, cái thằng này này chơi với JavaScript này, tức là test trên những cái app mà chơi viết bằng ngôn ngữ JavaScript. Cái này thì viết bằng Java, cái này dành cho desktop, nó nhiều trò lắm. Cái này để tự động hóa hoàn toàn và rất nhiều thứ nha, còn nhiều nữa, mình sẽ học một số thứ. Và sau khi chúng mày học cái này xong, chúng mày được quyền đề trong một dòng trong CV luôn, để mình có kỹ năng về quy trình làm phần mềm và vẫn không kém cạnh cho vấn đề về liên quan đến tốt. Còn manual thì dễ rồi, bảng áp đen nhìn bảng màu, F12 nhìn bảng màu, cái đó là châu bò, được chưa? Và mình có thể đặt cảnh giới là mình nhìn bảng màu đó so sánh đúng hay không, mình đưa cái bảng màu vào trong code thôi, cái mã màu vào trong code tự động lấy mã màu về cho mình luôn, làm được tự động bằng code hết. Và phần đó tôi sẽ nói sau cho các bạn ở code thật nha, một vài tuần nữa tao hứa, chúng ta đang giảng dần thôi. Và vậy ai còn tiếp tục tham gia vào quy trình test số 3? Ai tham gia vào? Developer, tester. Và tiếp theo là các sếp của bên tester, sếp của dân thánh sòi. Vậy về nguyên tắc, dân kiểm thử phần mềm, dân QC, dân tester là một nhóm riêng, nhưng nằm trong tổng thể của nhóm dev. Vậy cần có ông manager riêng, ông sếp riêng. Nắm được chưa? Đây là điều. Và người cuối cùng tham gia vào chính là end user, người dùng cuối. Và hai phần này cộng với phần mấy phần hay ho để tao chuẩn bị trước, phần nền tảng, nền tảng chuẩn bị trước, tôi sẽ kết thúc vào thứ 6. Để qua tuần bắt đầu mình đủ kiến thức nền tảng, bắt đầu mình đi vào code. Thứ 6 bắt đầu, hết thứ 6 đã, thì tuần 6 bắt đầu mình mới đi vào code được. Để chuẩn bị, nghe chưa? Thôi, học nhiều đó thôi chứ học nhiều nữa thì giỏi mất. Không cần học nhiều, nhiều quá là giỏi. Mình rất sợ giỏi, không ai chơi với mình. Đấy là cái cách mà anh em mình nó hay tìm một lý do để lười học. Đó. Còn có một lý do, thời đại học bọn tao là ở cùng phòng trọ với nhau. Cái thằng này nó chăm học, nó cứ lôi máy, lôi tập ra nó học. Thế là bọn tao lấy bộ bài ra chơi. Vì bọn tao không muốn học, bọn tao thích chơi. Thế nếu cứ thấy nó mở tập ra học là bọn tao quyết định lấy bài ra chơi. Và dĩ nhiên thiếu một tay là nó chơi đi mà. Bởi vì nó học thì nó sẽ giỏi hơn mình, cho nên nó phải cho nó rốt bằng mình. Mình hiểu không? Thì mình có cái tâm lý tự tin. Và nếu mẹ mình không phải là người bị bỏ lại, cả một đám nó rớt đều như nhau thì nó mới cảm giác không cô độc. Đó. Chúng mày chọn cái nào? Nếu mới chọn bạn mà chơi các cụ đã nghĩa là vậy. Rồi, thưa, cảm ơn cả nhà. Chúc giữa tuần thứ 2 vui vẻ. Sợ chưa các em? Ăn cơm trưa ngon miệng. Gặp nhau sau trong các lớp khác. Bye bye cả nhà. Căng thẳng đúng không? Học vui không? Bữa sau nhớ nhắc tôi về cái vụ mà cái file mà tôi quăng mẹ đâu rồi? Có đấy, gửi ra trong cái thư mục hay mình tôi mới tay cấu trúc lại một số thư mục cho nó gọn. Bye bye phía online nha, gặp nhau sau. Cảm ơn thầy. Bye bye phía online. Điểm ngay sau. Yeah, mình lịch sự mình nói chứ không cảm ơn mình câu. Ít ra phải có câu thế. Cảm ơn. Mọi người lưu ý ở bên ngoài. Rồi cảm ơn. Các bạn, ở bên ngoài này đang chỗ này đang phát cuốn sách này miễn phí, một cái game engine. Một cái game engine nhỏ nhỏ để làm cái game có đồ họa. Nếu muộn cứ mượn cứ lấy về đi, người ta phát tặng ngay đây này. Tôi nói là cho học trò thầy Hoàng cho đây được rồi. Ra lấy ngay đây. Em xin cuốn sách này về. Đây là cái game engine làm game nhá. Bạn ra bạn lấy cái cuốn này ngay góc đây này. Hả? Đem về được, đem về được, tặng miễn phí mà. Được rồi, đem về. Đưa về, đem về. Cuốn này là Alice, nó là lập trình hữu tượng đấy, nhưng mà lập trình hữu tượng cho tiểu kéo thả. Đem về. Để nghiên cứu cho đám đàn em nó ngồi nó cài game, nó làm game được.